Chào các bạn nha, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình, là tiếp tục những clip về mẹo phẫu thuật. Thì hôm nay họ sẽ chia sẻ mọi người một cái mẹo cực kỳ hay mà hiện tại bây giờ mình thấy chưa ai làm hết. Và mình làm clip này thì nếu các bạn thấy clip mình hay thì đừng quên like nha, bỏ mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn nha. Và tốt hơn hết là share video nó ủng hộ mình nữa. Ok, thì không lên chuyên lưu thuyên thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Đó là làm sao chúng ta có thể là tăng cái điểm câu cá, lượt câu cá ở trên cái ứng dụng Fishing PT nha các bạn. Đây là các bạn thấy là mình đã cài Fishing PT rồi nè. Thì tối qua mình đã làm treo auto click xuyên đêm luôn các bạn. Mình treo auto xuyên đêm luôn, cho nên là hiện tại bây giờ các bạn thấy pin của mình còn 25% rồi. Là mình vừa cắm vừa treo đó các bạn, chứ không phải giỡn đâu. Rồi mình vào Fishing PT nè, các bạn sẽ thấy là cái điểm Fishing PT của mình, cái điểm lượt câu của mình nó bằng 0 luôn rồi. Mình cày hết luôn các bạn. Đây các bạn vào chỗ cái biểu tượng cá nhân này không? Các bạn thấy lượt câu cá còn lại là không không? Rồi, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tăng điểm lượt câu cá này nha. Thì đơn giản lắm các bạn. Rồi, đầu tiên là các bạn cần một cái email mới nha, cái Gmail. Nếu mà các bạn không có Gmail thì mình sẽ đăng xuất nè. Về cái ứng dụng này bắt buộc phải dùng Gmail các bạn ơi, không thể nào mà dùng cái khác được, cho nên là các bạn phải tạo Gmail nha. Còn cách tạo như thế nào mình cũng đã từng làm một clip là hướng dẫn các bạn tạo Gmail nha các bạn nha. Các bạn xem ngay góc chữ y phía trên cùng bên phải đấy, bên trái nha, phía trên cùng bên trái thì các bạn nhấn qua. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ đăng nhập bằng cái Gmail khác nè. Thì các bạn sẽ thấy đợi xíu, nhưng mà các bạn vào lại thì nó sẽ bị cái này đúng không, các bạn lưu ý chỗ này nha. Các bạn khi mà các bạn đăng xuất thì các bạn nhớ làm theo bước này nữa, tại vì khi mà các bạn đăng nhập lại thì nó sẽ vào lại cái nick cũ của các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ thoát hẳn luôn, mình tắt luôn cái ứng dụng Fishing PT nha. Rồi các bạn vào trong cái danh mục danh sách ứng dụng Fishing PT này, các bạn nhắm giữ vào cái biểu tượng danh mục cho mình, các bạn chọn thông tin ứng dụng, rồi các bạn vào bộ nhớ và bộ nhớ đệm này. Các bạn thấy cái mục nào các bạn nhấn vào cho mình, rồi các bạn nhấn là xóa bộ nhớ đệm, xóa bộ nhớ, ok chưa? Rồi nhấn ok. Rồi sau đó các bạn vào lại cái ứng dụng Fishing PT cho mình, vào lại. Rồi thì bây giờ các bạn khi mà các bạn đăng ký xong cái tài khoản Gmail mới rồi ha, một cái Gmail mới hoàn toàn nha các bạn nha. Rồi các bạn nhấn đồng ý điều khoản nè, sau đó các bạn đăng nhập cái Gmail mới đó cho mình. Rồi mình đăng nhập nè. Rồi thì mình chọn cái tài khoản Gmail khác nha. Tài khoản này đi. Rồi, các bạn vào trong cái mục gọi là hình đầu người nha các bạn nha. Hình đầu người nè. Đây, các bạn nhấn vào hình đầu người đây. Rồi. Các bạn thấy chưa? Lượt câu cá còn lại 1.300 điểm. Ngon, ngon. Mẹo này quá ngon đúng không? Rồi. Thì nếu thấy clip mình hay quá thì hãy like video để ủng hộ mình nha, để kênh YouTube đề xuất video của mình để nhiều người hơn. Nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì nhấn đăng ký kênh và nhấn nút chuông để theo dõi clip mới nhất của mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem clip này nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.